Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi để em nói anh nghe một câu. Anh có muốn đưa em về không? Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại. Nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất và toàn bộ nội thất bên trong sẽ được các anh chị chủ nhà tặng kèm lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và độ dài của căn nhà lên đến 15m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm thông. Mình có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và con đường phía trước căn nhà mình thì rộng lên đến khoảng gần 6m. Và trục đường chính thông từ trục đường Cây Trâm sang trục đường Phạm Văn Chiêu. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng. Thì phía bên ngoài căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt. Rất là đẹp để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình có thêm một cái khoảng sân khoảng 2m phía bên ngoài. Thì mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì hai bên mình được ốp gạch đá cao lên khoảng hơn 2m và phía bên trên mình cũng được lập mái che chắn rất là kỹ càng. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Di chuyển vào bên trong là gara xe hơi dưới trệt của căn nhà.
Và khu vực này thì mình có thể vừa làm gara để xe cũng như mình kinh doanh buôn bán, làm văn phòng công ty. Và đây là khu vực phía bên trên của căn nhà, thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn chùm trần thạch cao rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách dưới trệt phía bên ngoài căn nhà. Và nếu như mà nhà mình có gara, có xe hơi thì mình để vào phía bên trong này, thì phòng khách căn nhà mình sẽ được anh chị chủ nhà thiết kế ra phía sau của căn nhà. Và phía bên trên tầng lửng căn nhà mình thì được làm phòng bếp cũng như phòng ăn. Di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà, thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, đá màu trắng. Cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Cũng như đối diện cầu thang thì mình có một cái bức tường được ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Phía trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng và những cái bức tranh cũng như những cái lọ hoa trang trí. Và di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Thì phía bên trong này anh chị chủ nhà thiết kế để mình làm phòng khách, và phía bên ngoài thì mình làm gara để xe hơi và kinh doanh buôn bán. Cũng như bên trong không gian phòng khách thì mình có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, cũng như mình có những cái bức tranh trang trí và những cái mảng tường được ốp đá trang trí, và những cái mảng tường được sử dụng sơn rất là cao cấp, mình có thể chùi rửa rất là thoải mái. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Khu vực chi tiết này mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, gara, xe hơi chi tiết của căn nhà. Rồi mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp. Thì phía bên ngoài căn nhà mình được thiết kế cầu thang nép sang một bên, nên là mình có một cái khoảng sảnh ở phía bên ngoài rất là rộng. Khu vực này thì mình cũng có thể để một cái bộ bàn mini phía bên ngoài để mình có thể uống trà cũng như vui chơi ở phía bên ngoài. Và khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn để tặng kèm cho khách hàng. Cũng như không gian phòng bếp thì mình có tủ bếp, kệ bếp và hệ thống mình có tủ lạnh cũng như hệ thống hút khử mùi. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và khu vực tầng lửng của căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà mình nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cái con đường kết nối giữa đường Phạm Văn Chiêu qua bên đường Lê Văn Thọ cũng như qua bên đường Cây Trâm. Một con đường thông, mình có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với một căn nhà được thiết kế full nội thất tặng kèm. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với 4 phòng ngủ chính thì đã được anh chị chủ nhà phun nội thất toàn bộ phòng ngủ. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế rất là hay cũng như được thiết kế rất là đẹp. Nhà vệ sinh của căn nhà mình thì được nằm nép sang một bên với lại khu vực cầu thang. Cho nên là khi mình mở cửa vào bên trong căn phòng mình thì mình sẽ không thấy được khu vực nhà vệ sinh.
di chuyển sang phòng ngủ số 2 căn nhà mình. Thì bên trong phòng ngủ cũng đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Căn nhà mình được thiết kế có giếng trời ở khu vực cầu thang, cũng như mỗi phòng ngủ mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là rộng rãi cũng như rất là thoải mái. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà, mình sẽ đến với là không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường thông kết nối giữa trục đường Phạm Văn Chiêu qua trục đường Lê Văn Thọ cũng như trục đường Cây Trâm. Căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 15m. Căn nhà mình được xây dựng hết đất. Cho nên là không gian phòng khách, phòng ngủ, gara để xe hơi, phòng bếp rất là rộng. Và căn nhà mình thì được thiết kế theo phong cách hiện đại, đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 7 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem, cũng như để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá hơn 7 tỷ. Một căn nhà đẹp, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Và căn nhà này thì đang có hướng là hướng Tây, phù hợp cho quý hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tiếp tục là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà mình. Thì căn nhà mình thì đã có sổ hoàn công đầy đủ. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà mới được xây dựng xong đầu năm 2021, nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp, một con đường thông. Mình có thể đi đường Lê Văn Thọ vào, cũng như căn nhà mình thì mình có thể đi được ba hướng, một hướng Phạm Văn Chiêu, một hướng đường Cây Trâm, một hướng đường Lê Văn Thọ. Và căn nhà mình thì rất là gần với lại công viên Làng Hoa, chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây, rất là thuận tiện. Và sát căn nhà mình là cái gara để gara xe hơi. Đây là khu vực sân sau của căn nhà. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.